Hello everyone and welcome to Pham Hai channel. My name is Yim. Today I have a little game for you. Try to figure out the difference in these sentences in Vietnamese and in English and the quality of the sound. Listen. Number 1. Bạn khỏe không? How are you doing? Number 2. Hôm nay tôi đi học. I go to school today. And number 3. Bạn thật là tử tế. That's so kind of you. Can you see the difference in the quality of the sound? How about the quality of the sound in Vietnamese? Hôm nay tôi đi I go to school today. Hôm nay tôi đi I go to school today. So the quality of the sound in Vietnamese is much higher and lighter than in American English. Hôm nay, hôm nay tôi Today I go to school. How about the quality of the sound in American English? Lower, deeper, and stronger. That's why today I'm so glad to share with you about the quality of the sound in American English and how to make that quality for Vietnamese. And if you want to improve your speaking skills using the placement, please continue watching this video. Xin chào tất cả các bạn và hôm nay trong đoạn clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một khái niệm mới trong nói tiếng Anh thì thuật ngữ chuyên môn của nó sẽ là placement thì placement là cái gì? placement là cách mà mình mình phát ra cái âm thanh ở những cái vị trí cụ thể trong cơ thể để tạo ra được cái chất âm thanh cái placement thường là một cái thuật ngữ sử dụng cho âm nhạc là nhiều ví dụ như là placement của đàn guitar Do Re Mi Fa Sol La Si Do của guitar và Do Re Mi Fa Sol La Si Do của đàn piano là hai cái chất hoàn toàn khác nhau khi mình chỉ cần chơi lên thôi là mình đã thấy là nó rất là khác nhau và mình có thể nói được ngay đó là cái dụng cụ hay là cái nhạc cụ gì và điều này có thể áp dụng hoàn toàn trong chuyện mình nói tiếng Anh và nếu như người Việt mình khi mình sử dụng cái placement của tiếng Việt ấy thì cái âm thanh nó phát ra đâu đó nó rất là cao và nó ngang từ cái tầm mũi đi lên hôm nay tôi đi học hay là cái cách mà Diễm nói hiện tại đây là Diễm đang sử dụng cái placement của người Việt Tuy nhiên cái placement của người Mỹ thì nó sâu hơn, nó trầm hơn, nó vang hơn và nó khỏe hơn rất là nhiều so với cái placement của người Việt Ví dụ nha, như là tiếng Việt mình nói là bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Trong khi tiếng Mỹ sẽ là how are you doing? How are you doing? Bạn thấy nó trầm hơn hẳn không? Và nó vang hơn hẳn How are you doing? How you doing? Đó thì đó là cái sự khác biệt giữa cái placement của người Việt và người Mỹ. Cho nên đôi khi khi mà mình nói tiếng Anh mặc dù những bạn nói tiếng Anh rất là hay luôn, nhưng mà khi mình nói ra cái placement nó không có được đúng theo cái chất của người Mỹ á, thì nghe đâu đó nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì đấy thì các bạn ấy cần phải điều chỉnh thêm để tạo ra cái placement thật là hay, thật là chất của người Mỹ. Vậy thì bây giờ làm sao để có thể tạo được cái placement đó dành cho người Việt? Mình có một số các bài tập nha Chẳng hạn như là các bạn để ý là Trong cái bản IPA của mình Cái bản mà bản phiên âm quốc tế trong, trong, trong Mình đã giải thích trong một vài cái đoạn clip trước Thì các bạn để ý là những cái nguyên âm trong cái IPA của tiếng Anh và tiếng Việt là nó hoàn toàn khác nhau, nó không có giống nhau cái gì hết Cho nên là đừng bao giờ suy nghĩ chuyện là mình lấy cái âm của tiếng Việt xong rồi mình lại ghép xong cái âm của tiếng Anh và nghĩ rằng là đó là âm tiếng Anh Ví dụ nha, chẳng hạn như là mình có âm cái âm mà mình hay viết là mình hay nói là âm a đó thì nó không phải là âm a tiếng việt khi mình nói tiếng âm a thì là hai cái môi của mình vẫn lên như thế này nhưng mà thực ra trong người mỹ thì người ta đọc thì người ta lại nói âm đó là âm ờ ờ thì các bạn thấy nè a ờ a ờ thấy hai cái chất khác nhau không a a a cái tiếng của mình là nó cứ vang vang ở phía trên mình và nó từ nó rất là cao a a a trong khi tiếng mỹ là ờ ờ Ví dụ nha, như là chữ cha, chữ ba thì tiếng Việt người Việt mình mình nghĩ là mình đọc như thế này. Father, fa fa a a father là đúng mà nó không phải là đúng đâu. Nó là âm o father. Father. O o father. Rồi một cái ví dụ khác nha, tên của bạn là gì? Tên của bạn là gì? Nghe nghe cái chất âm hôm nó rất là cao và sử dụng những cái âm từ mũi đi lên. Tên của bạn là gì? Trong khi đó trong tiếng Anh thì mình nói là gì? What's your name? What's your name? Thầy TV là tên, tên Name, name Đừng bao giờ nói là what's your name? Name Không có nem chả gì đấy trơn hết Nó là name, name What's your name? What's your name? Rồi, như vậy thì nhớ nha Cái placement của tiếng Việt của mình là tông nó rất là cao và từ dòng mũi đi lên trong khi tông của cái placement của người Mỹ là ở đâu đó nó phát ra từ cổ họng hoặc là nó phát ra từ ngực hoặc là nó phát ra từ bụng cho nên âm nó sẽ rất là trầm rất là vàng và nó rất là khỏe nếu như mà mình so sánh giữa người Việt và người Mỹ khi mà ngồi đứng một cái đám đông á, Nói chuyện về đám đông á thì người Mỹ họ sử dụng cái placement là từ dưới bụng và dưới ngực đi lên cho nên cái âm thanh nó rất là vang, vang ra cả hội trường và người ta có thể nói chuyện trong một thời gian dài và không có bị mệt gì hết nhưng mà người Việt của mình mình nói một hồi khoảng tầm 20 tiếng đồng hồ là cảm thấy mệt bởi vì mình đang sử dụng cái placement khá là cao trên dọc mũi và sử dụng khá là nhiều sức trong khi họ thì chỉ dùng ngực và dùng bụng thôi nên âm thanh nó đã vang sẵn và nó có một cái lực sẵn hẳn ra rồi Phần tiếp theo thì mình sẽ tích ra một vài các đoạn clip mà mình nghĩ là cái placement của họ nó rất là trầm, nó rất là hay và có thể đó là một cái ví dụ để các bạn có thể hình dung được là cái placement của người Mỹ nó sẽ trông như thế nào. Stay tuned. Have you ever experienced pain before? Maybe you were fired from a job or someone bullied you at school or maybe someone broke your heart. Now, I imagine that some of you might be wondering well, why would the first lady of the United States come here to Tower Hamlets? Why would she choose this community and this school when she could be anywhere in the city or in this entire country? The three things that I want to leave with you—just these three—I could do ten. I could do a whole life class. But just these three things will carry you if you let them. Rồi, sau khi coi xong các đoạn clip này thì các bạn thấy sao? cả một cái vấn đề lớn đấy Và nếu như mà bạn chưa có quen với khái niệm về placement này thì hãy play cái đoạn clip này vài lần và đặc biệt là play những cái đoạn video của những người Mỹ mà họ có placement rất là trầm và rất là ấm ấy, thì mình mở lên mình play nhiều lần và mình nghe nhiều lần để mình hiểu được à cái placement của người Mỹ là như vậy đó chứ nó không phải là cái vang 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 thánh tha thánh thoát những tiếng Việt mình thì nó không có hay và nó không có đúng rất là cảm ơn các bạn đã coi đoạn clip này và hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trên cái con đường học tiếng Anh và nói tiếng Anh theo giọng Mỹ rất là hay và rất là chuẩn của các bạn. Và các bạn, nếu các bạn muốn học thêm về những cái topic khác thì các bạn hãy nhớ là subscribe cái nút màu đỏ ở phía dưới trong kênh YouTube của mình và hãy nhớ là gõ thêm một vài cái comment để mà khích lệ mình thôi để 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 để, để khen mình thôi để khích lệ mình thôi để mình có thêm được tinh thần để làm những cái đoạn clip khác hay ho hơn, hơn cho các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin chào và hẹn gặp lại